牛奶。Chồng có giá lấy giá nội như Quỳnh, cô có giá này. Bộ mình nhồi đó xong rồi nhà. Bây giờ mình bắt tay mình xào nhân. Nè, được một cái nè, gì nè. Mình xào không hợp mà xong rồi nghe cả nhà. Thế mình lấy mình nắng bánh. Đừng cho nó bọng, nó bọng cái nó nữa nó bị xì. Con mì nước. Sẽ ăn mì luôn. Mừng quý ông bà cô bác đến với cơ hội chuyện miền Tây của con. Đây, nội con làm bánh ếch chần nhân thịt mặn. Mời quý ông bà cô bác cùng nhìn vậy. Chào cả nhà. Ủa trời, nó khang tiếng. Hôm nay mình làm bánh ếch chần nhân tôm thịt nè cả nhà. Thì lâu lâu làm mà chở món cho mấy cháu nè ăn. Là gì? Nguyên liệu. Nguyên liệu của nó thì mình muốn sẽ mời mua 400 gram thịt nè cả nhà. Với 300 gram tôm. Thì mà mình làm nấm mèo nè, củ sắn, cải đỏ, dù củ hành tây cả nhà, với hành tím nữa mình phi mình để vô nè. Thì mình làm này 700 gram bột nếp, mình làm bột trái khóm nè cả nhà. Khi mình làm mình bắt nước sôi ra mình nhồi. Nguyên liệu cũng dễ tìm cả nhà ơi. Mình nhồi. Mình muốn cho nó ăn bớt dẻo thì mình làm nhồi khoai lang vô, mớ gì đó khoai lang trắng á, nhồi vô. Còn muốn ăn dẻo nhiều thì khỏi nhồi cũng được. Hành này nữa thì mình sắc cho mình phi nè, mình để lên bánh nè cả nhà. Hành lá này nè. Rồi bắt tay làm rồi. Chắc nghiền nghiền cho mình. Nếu mình mà ấy dầu nóng cả nhà, giờ mình để cho nó phi cho nó thơm nữa mình để vô bánh mình ăn đó. Em làm nhân tôm thịt đó. Chứ mà gặp đi chợ gặp thịt tôm ngon quá. Mua. Được chưa Như Quỳnh? Đây này có hành phi nó mới ngon cả nhà, để vô thơm lắm. Hồi nãy đang cắt rồi. Vậy mình ăn với nước mắm, với chua này kia nọ, rau sống, với leo. Đâu có nhắn không khác. Mớ phải lan cái nhà mình nhồi chung với bột nè. Cho nó có cái độ nó bớt dẻo lại đó chứ không nó dẻo dẻo không đứt. Đây là bột bắp à. Ừ, mình luộc à, mình lấy mình hấp. Hấp thì mình mới bớt cho nhuyễn. Rồi bột trái khóm nè, chứ thằng ngon. Nhiều không trời. Từ từ đi, nhiều quá. Vợ chồng có giá lấy giá nội như Quỳnh, cô có giá nè. Mình từ từ vậy cả nhà, đó mình nhồi. Mình nhồi thì cho nó vừa thôi chứ bột này mình không biết độ lượng nó bao nhiêu nữa. Thì mình nhồi có vừa thôi à. Nhồi với nước nóng nè. Nước nóng nè, nước mình nấu cho nó nóng nè. Ngồi mình có phải trộn vô được không mà? Không, ngồi quá trộn nó bị chảy. Nhồi về mà dễ ba bắt bột lắm. Thì cho nó nguội, bắt đầu mình lấy tay mình nhồi. Từ từ đi, nhiều quá chả không hết. Cái bao tay nậu như Quỳnh. Cái nhỏ thông cảm cho mình nha. Tay chân mình cũng rửa sạch sẽ chân rồi mà. Nhồi cái này có bao tay thì hơi khó nhồi.
thêm bột nếp củ mới nữa. Dưới mà miếng nước lạnh đây chút xíu rồi pha trong này nè, pha trong lòng nước còn ăn đi, pha chút vô đó nóng quá cái nè. Ở đây ở đây ở chút rồi để thằng này nhiệt độ lại chút. Mình nhờ chừng nào mà nó không có dính tay mình nữa là được đó nha. Bột mình nhờ đó xong rồi nha nhà. Bây giờ mình bắt tay mình xào nhân. Nè được một cái nè, gì nè. Dùng xào nhân đó nha. Đây bình nước uống nguyên nhiêu tiền, hết nước dữ rồi. Dạ. Bình nước. Dạ. Chơi chút hơi đi đâu ạ? Chị ơi, ở nắng bánh tiếp coi. Kêu ra mày quẩn qua nó muốn dìu. Muốn dìu chưa, nóng chưa? Giữ, giữ cái nè. Đây nữa, giữ cái đậu xanh nè. Giữ cái đó hành nó xanh đó. Nó lại mang về sao thịt. Mình sẵn thử xào thịt nữa cả nhà. Để hành chi vô, hành vô. Miếng tỏi vô. Đây này xào thịt chết. Chứ này nó có núm làm cho con năm mới mặn ăn, mới tương á. Nước tràn mà bọn nó là đáy đớm chút để xịt vô cái nè. Cái này nó ướt nó sẵn hết trơn rồi thay ra clip thấy ít ai vào thăm quá nhỉ. Để thử miếng tôm cả nhà. Để này là tôm. Là tôm để cho nó đỏ.
màu đỏ chứ. Cái gạch của nó nè cả nhà, gạch của con tôm nè. Mình lấy vào để riêng con nữa, mình thử cho nó màu đẹp nè. Béo lắm. Hả? Bây giờ lội chổng đó hả? Tôm mình được nha, mình xào bắt cái bổi kia nó không hợp nữa. Cái gì quá? Cái đó đó rồi, cái mèo với cà gót. Thử nước mèo ở nhà với gót với hành tây rồi nè. Nước mèo ăn còn giòn. Để nước có nhiều không nghe Dư Quỳnh? Không để nào nước có nhiều nữa nha. Còn hấp bánh mà. Không hợp vô luôn đó nha. Chung luôn đi. Hơi nhiều quá để lại bớt. Ủa sắc. Nước gì cũng ngọt nước nãy. Của năm mày vẫn về chưa? Cứ lấy mình ba lá chứ đây. Lao cho ba lá trong tao coi. Ủa? Lao đi cắt. Chín rồi, lụm ba lá. Trời hôm trời lụm nè, hết bỏ mẹ ơi, ngốc hết trời mày. Mình sao không hợp mà xong mình nghe cả nhà. Thế mình lấy mình là nắng bánh. Có thay nè. Để hành như thế nha, mình chắc cất được rồi đó. Quá thơm. Đó vậy nè, giờ đừng cho nó mỏng, cái nó mới bị xì. Đứng gì nè, còn do cho nó được. Ăn chút vừa 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 thôi, nhiều bự quá ăn ngán. Lá hồi đứa nó coi. Mấy chị không dùm mình không la đó. Đưa lá coi. Tấm cái gì đó nè. Cũng dễ làm. Đang miếng dầu cho nó gắn lá. Nước thôi thôi. Ừ.
cái dao mới mài á. Tôm. Tìm ra mấy cái. Cái bên hấp dung kìa. Cái bếp chanh, cái bếp đó trời. Bếp chanh. Chẳng những tôm thịt. Nữa thôi chưa làm này. Chưa có đăng lên. Trên nước không được nhiều nó tụt dậu. Ra bán cái gì bún gì rồi ta bán đất cái gì bún hủ tiếu cái gì hủ tiếu cơm bán dài bán trong chồng bán với dài bán ngon cái gì mày sao ngon trời cái gì mày không bán thì bán thì được sao không nó bán ngày qua thịt à. Mấy nó lợi 100.000 đó. Cái này bán nhiều ạ. Cơm, hủ tiếu. Thì bà đây tới mời bán à. Bún khô thịt nướng nè. Chỗ mình tao cũng ăn hàng cái nó mày ơi. Chắc ăn y vậy đó. Gì mày không bán ra bán hàng tao ăn hay không? Mình không bán thì nói bán sợ ế cho ẩm này cho nó bán ra thì đâu có ăn hả nói thì bán gì ngon quá bán thêm mời hình như là 4 lít gạo 4 lít gì đó. Nhưng nhiều hết bột rồi. Ta nhào thêm. Cái cục bột ra đi, ta nhào bột thêm đi. Này mềm lắm. Mấy có phải ăn mềm.
bớt ở đây đi thôi mình. Quá là phì đó. Còn mấy thả nó khó lắm nè. Vậy đó. Nó phì. Hôm nay làm bắt thằng Calimen phụ tiếp cả nhà. Calimen này khéo tay lắm. Sợ đó. Đấy Calimen đó. Đâu ai lấy mẹ ơi. Làm bằng Calimen phụ tiếp kìa. Calimen này thở của nó khéo tay lắm. Cái bánh chín đấy nè. Bánh cơ của mà nãy con hấp xong nghe quý ông bà cô bác. Còn dĩ nữa đi. Nãy con làm còn một dĩ nữa. Đây như còn, mình, còn đây dư cái này. Hai cả nhà. Còn này nó rồi đó. Cũng mau cả nhà, làm cũng nhanh. Cho mấy cơm ăn đi, bưng chổng ăn cơm đi. Chuyện chỗ cơm cho ăn đi. Ăn chung hết con bánh luôn. Gừng hay dĩ để nó hấp dầu mà tao tính để vô nồi đó nè. Như quần nó đưa vô tao tưởng xong chừng bánh nó nghỉ nữa rồi cả nhà ơi. Chút nữa đi, nó còn hơi đục bột. Chút xíu đi, dính nè. Chụm này mình không dám chụm nhiều, nhiều quá nó phì. Nếp mẹ khó hấp lắm. Rau này cứ ăn cho nó thơm. Chín rồi đó. Cái bánh nó chín rồi đó. Bánh mình dĩ này nó xong rồi nghe cả nhà. Chín trơn rồi. Vớt ra. Bánh mình xong rồi cả nhà. Giờ mình để hành phi lên rồi cả nhà. Để cho coi nó đẹp đẹp ăn nó thơm. Thơm. Ăn gì mày? Cứ làm thử đi. Ngon nhân trong đó. Ớt kêu hoài mà không mưa. Quệt quệt quay đấy. Này nhân nhiều nè. Nhân nhiều quá vậy nó da nó mỏng nè. À làm nhân có tâm nha. Dịch thơm ngoái nha, chút rửa nha. Cái đó nguội hả? Để mâm đó đi. Nhiều nóng quá.
tôm, tôm ngon. Mình có dưa chua cả nhà, để dưa chua lên, thì mình để lên dưa leo, để mới dưa leo vậy nè, rau sống, giờ mình ăn chan nước mắm chua vô. Vậy đó cả nhà. Ăn cái nước mắm vô vậy nè. Dạ có mời ăn. Dạ có mời ăn. Dạ có mời quý ông bà cô bác cùng ăn chung bánh chần nhân thịt chứ con. Dạ có mời quý ông bà cô bác cùng ăn chung bánh chần nhân thịt chứ con. Con mời quý ông bà cô bác. Con mời quý ông bà cô bác. Dẻo không? Dính vậy nè. Dính vô cái dưa thịt như tiên nè. Dẻo. Bánh mình đã xong cả nhà, mời cả nhà dùng bánh với mình cả nhà ơi. Ăn trộn cái gì nó mới ngon nè. Vậy mà bột nếp thì mình nhân thịt thì ăn mới ngon hơn cái như dừa, ăn ngắn lắm. Ngon quá. Cái đồ đũa. Trời. Cũng vậy thôi. Ăn ngon cả nhà ơi, ngon quá là không ngán. Mùi hành thơm quá rồi. Hành phi nó rất thơm lắm. Cái này nó làm được ăn nữa. Ngon. Được không? Muốn nước cốt em, thắng nước cốt để vô. Tại mày không ăn đậu phộng, để đậu phộng ngon. Nó mà nghe đậu phộng lắm. Cái này lại chua chua ngon lắm. Chua chua mà. Dạ clip này cũng dài, con chào tạm biệt quý ông bà cô bác. Chúc quý ông bà cô bác thật dồi dào sức khỏe. Nếu quý ông bà thích video của con, hãy để cho con một like, một đăng ký và một chia sẻ để con có thêm động lực quay những video mới chúng mình xem. Và bye bye. Bye bye.